Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau: thảm họa mưa đá ở Trung Quốc khiến 25 người bị thương. Kính thưa quý vị khán giả, báo Tân Kinh đăng tải đoạn video cho thấy mưa đá to bằng quả trứng gà ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc khiến 25 người bị thương, làm hỏng hàng trăm phương tiện xe cộ. Trận mưa đá xảy ra vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày hôm qua theo giờ địa phương tại huyện Thiên Tấn thuộc Châu Tự Trị Dân tộc Mông Cổ và Dân tộc Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải. Những hạt mưa đá to bằng quả trứng gà, có một số hạt to hơn quả trứng vịt. Đoạn video cho thấy những hạt mưa đá to liên tiếp rơi xuống mặt đất trong lúc nhiều người dân có mặt tại sự kiện thi hát dân ca. Do sự kiện được tổ chức ngoài trời nên khi mưa đá trút xuống, người dân không còn cách nào khác là nhanh chóng trốn dưới những tấm bạt và lều. Tuy nhiên, mưa đá kèm theo gió lớn đã khiến phần mái của nhiều căn lều bị thủng lỗ chỗ vì bị hạt mưa đá cỡ lớn rơi trúng. Ngoài ra, hàng loạt xe hơi cũng được nhìn thấy bị vỡ phần kính ở phía trước và sau. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy con cừu nằm chết trên đất. Cư dân địa phương họ Lý kể rằng thời tiết đột ngột thay đổi, những hạt mưa đá rơi dày đặc. Ông định trốn vào trong xe nhưng không kịp thời. Hạt mưa trông giống như một viên gạch, một số lớn hơn trứng vịt. Đầu tôi bị chảy máu, khiến cứ thấy choáng váng, ông Lý kể. Dân mạng Trung Quốc xôn xao vụ mưa đá to như trứng gà, hàng trăm con cừu chết. Trận mưa đá này to thật. Kính ban công nhà tôi bị đập vỡ rất nhiều, hoa màu cũng bị dập nát. Những người già ngoài 80 tuổi nói rằng lâu lắm rồi họ chưa từng thấy trận mưa đá nào lớn như vậy. Các nguồn tin chính thức địa phương cho biết trận mưa đá khiến 25 người bị thương, 739 phương tiện bị hư hỏng và 135 con cừu chết. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia NMC đã thông báo rông bão hoặc có mưa đá ở các khu vực Nội Mông, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, Phúc Kiến và Tứ Xuyên. Ngoài ra, mưa lớn cũng trút xuống nhiều vùng trên khắp cả nước. Một số nơi thậm chí ghi nhận lượng mưa lên tới 60mm một giờ. Trong khi đó, NMC ban bố cảnh báo vàng về các mức nhiệt cao trong bối cảnh một đợt nắng gay gắt hoành hành tại nhiều khu vực của nước này. Nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải, thành phố Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy và nhiều địa phương có nhiệt độ cao trên 35 độ C vào ban ngày. Thậm chí một số khu vực tại thành phố Trùng Khánh và tỉnh Chiết Giang hứng chịu nắng nóng trên 40 độ C. Mưa lớn gây ngập lụt, tàu thuyền bị cuốn đi. Thưa quý vị, mưa lớn gây ngập lụt ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên khiến hơn 70.000 người bị ảnh hưởng. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin trong 2 ngày qua, mưa lớn đã diễn ra ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Nhiều video và hình ảnh được đăng tải cho thấy cảnh nhà cửa và ô tô bị ngập nước. Do ảnh hưởng của mưa lớn và nước dâng cao ở thượng lưu, hơn 10 tàu thuyền gồm tàu cao tốc và tàu du lịch đã bị dòng nước lũ cuốn trôi khi các tàu này neo đậu trên một đoạn sông ở thị trấn Tam Giang của thành phố Ba Trung. Trong khi đó, thị trấn Hưởng Than thuộc huyện Bình Xương bị ngập lụt nghiêm trọng. Nước lũ đã phá hủy tay vịn trên cầu Hưởng Than và mực nước tại đây đã đạt tới mức cao nhất trong 10 năm. Lực lượng cứu hộ đã tìm cách đưa những người dân bị kẹt ở vùng trũng thấp tới nơi an toàn. Tại thị trấn Tân Trường thuộc huyện Thông Giang, mưa lớn liên tục đã gây ra sạt lở đất đá và mực nước sông tăng lên. Từ 8 giờ sáng ngày hôm qua đến 16 giờ chiều ngày hôm nay tại thành phố Ba Trung, lượng mưa ở 216 trạm đo đã vượt 50mm, 144 trạm vượt 100mm, 11 trạm vượt 200mm. Lượng mưa lớn nhất được ghi nhận tại thị trấn Vĩnh An thuộc huyện Thông Giang với 257,1mm. Theo cơ quan chỉ huy chống lũ lụt và hạn hán thành phố Ba Trung, tính tới 20 giờ tối nay, có 67 thị trấn tại nhiều huyện bị ảnh hưởng. Mưa lớn đã gây ra ngập lụt, ảnh hưởng tới 71.879 người và gây ra tổn thất kinh tế trực tiếp tới 108,9 triệu nhân dân tệ, khoảng 386 tỷ đồng. Hồ Bắc hứng chịu lượng mưa cực lớn, làm thiệt mạng nhiều người. Thưa quý vị, tiếp theo Hà Nam, Nội Mông và các nơi khác, nhiều nơi ở Hồ Bắc cũng gặp mưa lớn, gây ra thảm họa lũ lụt. Tính đến ngày hôm qua đã có 31 người chết, hiện tại lượng mưa lớn vẫn tiếp tục và cảnh báo được đưa ra ở nhiều nơi. Đồng thời, tại sao có mưa bão thường xuyên trong năm nay và mưa trong bao lâu cũng trở thành cụm từ tìm kiếm phổ biến trên Internet Trung Quốc. Năm nay, mưa lớn và lũ lụt xảy ra thường xuyên trên khắp Trung Quốc. Trước đó, Hà Nam, Nội Mông và những nơi khác đã bị lũ lụt nghiêm trọng. Hôm nay, Tô Châu, Tương Dương và những nơi khác
khác ở Hồ Bắc lại một lần nữa hứng chịu những trận mưa lớn. Theo Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc, chính quyền huyện Tùy thuộc thành phố Tô Châu, tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra thông báo vào ngày hôm qua. Từ 3 ngày nay, lượng mưa cực lớn đã xảy ra tại thị trấn Lệ Lâm, huyện Tùy, khiến hơn 8.000 người bị ảnh hưởng ở thị trấn Lui Lun và giết chết 31 người, 4 người mất liên lạc. Theo báo cáo, từ 21 giờ ngày trước đó đến 9 giờ ngày hôm qua, lượng mưa tích lũy tại thị trấn Liu Lin là 503mm. Từ 4 giờ đến 7 giờ ngày hôm qua, lượng mưa đạt 373,7mm và lượng mưa vượt quá 100mm trong 2 giờ liên tiếp, lúc 5 giờ và 6 giờ. Thị trấn Liu Lin được bao bọc bởi các dãy núi ở ba mặt, độ sâu mực nước trung bình là 3,5m và độ sâu nhất là 5m. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc và Bộ Quản lý Khẩn cấp đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thảm họa cấp độ 4 quốc gia vào lúc 21 giờ ngày hôm qua và cử một nhóm công tác đến khu vực thiên tai để hướng dẫn công tác cứu hộ và cứu trợ. Hiện thiệt hại do thiên tai gây ra vẫn đang được tiếp tục xác minh. Thống kê công tác cứu hộ cứu nạn cũng đang được tiến hành, trong khi đó mưa xối xả vẫn tiếp tục. Theo truyền thông Trung Quốc, tin tức Bắc Kinh tính đến 9 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, tổng cộng 28 cảnh báo mưa bão đã được ban hành trên toàn tỉnh Hồ Bắc vào ngày hôm nay, trong đó có 2 cảnh báo mưa bão màu đỏ, đó là Đài quan sát khí tượng huyện Lai Phong và thành phố Liên Chuan. Đài quan sát khí tượng chỉ ra rằng cấp độ rủi ro khí tượng của lốc xoáy núi, tai biến địa chất và lũ sông vừa và nhỏ là rất cao. Báo cáo cũng giải thích lý do hình thành lượng mưa cực lớn này ở Hồ Bắc theo các chuyên gia khí tượng rằng nó đã bị ảnh hưởng chủ yếu bởi động lực của các rãnh sóng độ cao thấp kết hợp với các xoáy nước cấp thấp và dòng phản lực phục sinh trong lớp ranh giới để duy trì sự ổn định dưới tác động của sự gia tăng dẫn đến sự xuất hiện của quá trình kết tủa nặng này. Ngoài ra, theo báo cáo của thời tiết Trung Quốc, sẽ có mưa lớn liên tục ở lưu vực sông Dương Tử và những ngày mưa ở Thượng Hải, Nam Xương, Hàng Châu và những nơi khác sẽ lên đến 6 ngày trong tuần tới. Trời sẽ mưa bao lâu? Trên Weibo, tại sao mưa bão thường xuyên ở nhiều nơi trong năm nay đã được tìm kiếm nóng và nhiều cư dân mạng hỏi mưa sẽ kéo dài bao lâu? Mọi người nói rằng mùa lũ năm nay đến sớm và đã có mưa nhiều kể từ mùa lũ. Một người trên Weibo viết, năm nay tôi chưa đến 40 tuổi và tôi đã gặp lũ lụt một lần nữa trong 100 năm. Thậm chí nhiều hơn một lần trong 100 năm, nó thực sự kỳ lạ. Nhiều cư dân mạng đã đề cập đến sự nóng lên toàn cầu dưới các mục tìm kiếm nóng, cho rằng sự xuất hiện thường xuyên của các trận mưa lớn có liên quan đến điều này. Nhiệt độ không khí tăng lên làm tăng dung tích của thùng chứa mưa không khí. Người dùng Weibo Qimen Gunjiguo viết đây là một lời khuyên chân thành. Các bạn ơi, khí hậu đang ấm lên và tăng tốc. Sự ấm lên không chỉ là làm tan chảy các sông băng và mực nước biển dâng cao, nó còn mang đến nhiều khắc nghiệt hơn. Điều này có nghĩa là cuộc sống của chúng ta có khả năng thay đổi do các hiện tượng thời tiết bất thường của khí hậu đến mức không ai có thể tránh khỏi. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị để tự cứu mình. Các chuyên gia thời tiết cũng nói rằng lượng mưa cực đoan đang trở nên thường xuyên hơn khi thế giới ấm lên. Sebastian Sipel, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học, Khí quyển và Khí hậu Zurich, nói với DW trong một cuộc phỏng vấn. Bầu khí quyển có thể hấp thụ thêm khoảng 7% hơi nước khi nhiệt độ tăng thêm 1 độ. Lượng nước tăng thêm do sự nóng lên toàn cầu, thời tiết sẽ gây ra nhiều mưa hơn, đặc biệt là trong những trận mưa lớn. Lở đất đánh bay hàng chục ô tô dạt khỏi đường. Quý vị thân mến, các hình ảnh cho thấy lở đất nghiêm trọng đã đẩy bay hàng chục chiếc xe ô tô và xe tải ra khỏi đường ở miền Nam Trung Quốc khi mưa lũ đang hoành hành tại khu vực này. Ít nhất 49 người thiệt mạng và 14 người mất tích kể từ khi mưa lớn diễn ra ở khu vực miền Nam Trung Quốc từ đầu tháng này, giới chức địa phương cho hay. Lũ lụt lở đất do mưa lớn gây ra đã ảnh hưởng tới hơn 4,5 triệu người ở 8 tỉnh. Ủy ban giảm thiểu thảm họa của Trung Quốc cho biết hơn 7.000 ngôi nhà đã bị sập và hơn 300.000 người đã phải sơ tán khi nước lũ lên dâng tới 2 mét ở một số khu vực. Trong một tuyên bố đăng trên tài khoản truyền thông xã hội, chính quyền cho biết thiệt hại kinh tế do mưa và bão lũ gây ra thời gian qua lên tới 10 tỷ nhân dân tệ. Lũ lụt đã xóa sổ hơn 31.000 hecta hoa màu. Đoạn video do hãng tin Tân Hoa Xã công bố cho thấy đội cứu hộ đang vật lộn để đưa một số cư dân bị mắc kẹt ra khỏi vùng nước bùn chảy xiết ở Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông. Ô tô, cầu và nhà cửa bị ngập trong nước lũ. Các nhà chức trách đã phân phát chăn bông, chiếu tre và các đồ cứu trợ khác tới người dân các khu vực bị ảnh hưởng. Một quan chức phụ trách tài nguyên nước cho biết 6,75 triệu người ở 22 tỉnh đã bị ảnh hưởng và 83 người chết hoặc mất tích kể từ đầu mùa lũ năm nay.
Tại khu vực Quảng Tây, giáp biên giới Việt Nam, 20.000 hộ gia đình bị cắt điện và đường xá, cầu cống và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hại nghiêm trọng. Theo China Daily cho biết, lượng mưa ở thành phố Quế Lâm đạt 821mm, lượng mưa ở tỉnh Giang Tây lên tới 690mm. Theo thông báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, còn lượng mưa ở một phần của tỉnh Giang Tây và Hồ Nam đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng này. Chính quyền Trung Quốc đang chuẩn bị đối phó với tình hình mưa bão sẽ diễn ra nhiều hơn tại các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tây, Vân Nam, Tứ Xuyên trong thời gian tới. Giới chức cũng cảnh báo người dân cảnh giác trước các cơn dông bão và khả năng những con sông nhỏ sẽ vỡ bờ trong những ngày tới. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!